Hello quý anh chị nhà đầu tư nhé. Welcome quý anh chị nhà đầu tư quay trở về với lại bản tin nhanh 5 phút của Tony Tèo từ thứ hai tới thứ sáu, được phát sóng sau giờ giao dịch anh chị ha. Thì VN Index hôm nay của chúng ta đóng cửa ở mốc 1220, giảm khoảng chỉ có 13.38 điểm thôi, tương ứng với khoảng trên 1% thôi nha anh chị. Nhưng đâu đó đã trên 350 mã giảm đỏ ha anh chị. Thì có một cái sự làn sóng bán ra rất là mạnh trong VN Index ngày hôm nay ha. Và phiên ngày hôm qua, sau khi làm video cảnh báo cho anh chị nhà đầu tư ha, hai phiên hôm nay làm hai video em nhận được rất là nhiều sự chỉ trích nha chị. Và hôm nay không biết là các anh chị mình này đã còn gồng lãi hay không ha, hay là cũng bắt đầu có tín hiệu là bắt đầu là bán tháo hàng loạt rồi ha chị. Thì câu hỏi của ngày hôm nay là sau khi mà chúng ta đã chốt được ở những cái vùng đỉnh rồi thì khi nào chúng ta bắt đáy lại, và chúng ta bắt đáy ở nhóm ngành nào ha anh chị. Ok, đi vào phiên giao dịch ngày hôm nay, VN Index của cho chúng ta có một cái mức thanh khoản cũng tương đối là không cao nha chị, nhưng mà một cái lực bán rất là cao ha. Trong bản điện nhảy số liên tục vào cái áp lực bán, điển hình trong phiên sáng nay là nó có một cái số các cái cổ phiếu liên quan đến nhóm bất động sản, đó là VIX này, đó là Đất Xanh này, và đặc biệt là có cổ phiếu là Novaland nha chị. Novaland cũng khi mà nó có tín hiệu tăng lên rất là mạnh, nó kéo theo một cái sự hút dòng tiền vào nhóm bất động sản ha, nhưng không duy trì được bao lâu cả. Và cuối cùng là nhóm bất động sản nó cũng đã có một cái tín hiệu bán ngược lại ha chị. Thì Novaland nó xấu hay nó tốt nha chị? Đối với góc nhìn của em trong ngắn hạn, Novaland vùng 21 sẽ là vùng đỉnh ngắn hạn nhá. Nếu như ngày mai Novaland đóng cửa dưới 20.2 thì Novaland sẽ bước vào một chu kỳ giảm nha chị. Thì khi mà anh chị đã có một vùng lãi rất là tốt từ vùng giá 12, 13 cho tới vùng 21 rồi, thì cái việc mà chốt lãi là không bao giờ anh chị sẽ là làm sai cả nha chị. Chốt lãi, nghỉ ngơi, đi du lịch ha. Có thể nhóm bất động sản sẽ rơi sau đó anh chị nha. Ok, rồi trả lời cho câu hỏi quan trọng nhất của ngày hôm nay là nếu như ngày mai thị trường giảm tiếp thì chúng ta sẽ bắt đáy ở vùng nào và bắt nhóm cổ phiếu nào, đúng không ạ? Thì đối với góc nhìn của em thì chúng ta sẽ bắt những cái cổ phiếu đặc biệt là có vùng mua luôn trong ngày mai ha. Đó là CTG ở mốc đâu đó loanh quanh 30-31. FRT cổ phiếu bán lẻ ha, 70-72, và một mốc nữa sẽ theo dõi em trong những cái bản tin sau ha anh chị. Rồi những cái mã cổ phiếu khác anh chị cần sự hỗ trợ tư vấn có thể liên hệ em qua số điện thoại dưới đây nhé. Ok ha anh chị. Rồi hôm nay như vậy thôi, tại vì chốt lãi rồi mà, đâu còn gì đâu. Chúng ta chỉ chờ bắt đáy thôi nha chị. Bắt đáy ở vùng nào? Bắt đáy ở vùng 1205 nha chị, đánh một nhịp T cộng. Còn chúng ta đánh full hàng, full margin ở nhịp nào, hãy theo dõi video tiếp theo nhé.